Đức Phật Thế Tôn thường từ chứng minh gia hộ, phổ độ tiếp sở dâm linh âm lê dân hết pháp danh thiện suốt lai láo bạc tiền tính pháp chân kinh thoát khỏi u đồ giảng sanh tây phương cực lạc. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không biến pháp giới vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Di địa chú giả dạ, lục thời vũ thiên mạng là la hoa kỳ độ chúng sanh thì thân đi kết thành chúng diệu hoa cúng dường tha phương thập dạng đức Phật tất dĩ lục thời hoàng đá độ bản thực kinh hành xá lợi phất thì Phật quốc độ thành tựu trang nghiêm thực tứ xá lợi phất thì quốc độ chúng sanh sanh giả giai thị a bệ bạc ký thì trung la hữu chúng sanh bổ xứ khi thị tốn số sở năng chi chi đẳng cả dĩ vô lượng vô biên a tăng thì xếp mộ gia lợi bất cực là quốc độ chúng sanh sanh giả giới thì a bề bạc trí thì trong ra hữu nhất sanh bổ sư thì số thầm ra phi thì loạn số sở năng chi chi đẳng cả dĩ vô lượng vô biên a tăng thì xếp. Nhà bệnh tật chết nằm không yên, yêu thương chuộc lấy ưu phiền, sinh ly tứ biệt đôi đường, trần gian ngâm cành suối ngàn ngàn đôi, oán thù ganh ghét đời nhiều trái ngang. Gia can suy đồi cũng tại oan gia, người mê lùa gẫm cao sang, ai tham danh lợi uy quyền, cầu mong không chứng khó sầu chiền. Ngu mê ngũ uẩn lúc trần, thân tâm phiền não vô biên, trôi lăn sao nẻo luân hồi, làm sao đới nghiệp thoát dòng tự sanh. Bạn khổ là đây ta hay quán suy, cầu mong giảng sanh thoát khỏi ta bà. Niệm Phật chuyên tu giải thoát, mong về cực lạc Tây Phương, nhất tâm tung niệm hồng sanh Di Đà. Gia bệnh tật chết nằm không yên, yêu thương chuộc lấy ưu phiền, xin ly tứ biệt đôi đường, trần gian ngâm cành suối ngàn ngàn đôi, oán thù ganh ghét đời nhiều trái ngang. Gia can suy đồi cũng tại oan gia, người mê lụa gẫm cao sang, ai tham danh lợi uy quyền,
cầu mong không chứng khổ sầu chiến. Quẩn lúc trần thần tâm phiền não vô biên, trôi lăng sao nẻo luân hồi, làm sao đới nghiệp thoát dòng từ xa. Bạc khổ là đây ta hay quán suy, cầu mong giáng sanh thoát cõi ta bà. Niệm Phật chuyên tu giải thoát, mong về cực lạc quá phải đà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tình còn nằm trong thương. Quang Lê Thị Nguyệt Trang
Lê Thành Đạt Na Hà, các cháu nội ngoại từ phước hơn thực phúc hậu đặng thanh Na Hà, thi đặng thanh ngọc đặng thanh tuấn Na Dương Kim Quỳnh Dương Na Hà Mạnh Tình Thái Thiện Kim Thái Kim Phúc Dương Cẩm Dương Dương Hà Nhữ Quỳnh Dương Thái Di Từ Trúc Linh Nguyễn Anh Tấn Tập Như Ý Từ Như Thức Từ Như Ngọc Đảng Đảng Tàng Quyến Lễ Lại Mọi Phương Chư Phật Phước Họ Vô Cương Đời Đời Kiếp Kiếp Kinh Linh Tam Bảo Đời Đời Kiếp Kiếp Mọi Điều An Lành Bồ Tát Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Tát Hiếu phụ tân lễ chư Phật chư hiền thánh tăng tam bái nhân kim lư giờ bên thiên đàng cả trong và giới này hiếp tiền hồ nguyện phước tăng cái bồ tát mô thượng phật cái bồ Đạo lúc đó ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát Phật cùng đức Phật gần ba đức Thế Tôn con xem thế chúng sanh trong cõi diêm phù sanh tâm đồng niệm không chi là chẳng phải tội. Kim lần càng khôn đốn kim lần chân nam đúng lúc sau những người đó hoặc hàng chi thức hậu dùng ta bớt cho hoặc là đói dùng hết cả. Hàng tiền chi đức nó có sức rất khỏe mạnh lại nhiều đỡ người ấy khuyên gắng làm cho người ấy mạnh chân lên nếu khi ra khỏi buồn lầy đến chỗ đất bằng phẳng rồi. Người xứ xa đó càng phải có khổ nặng nề thêm mạnh đức Thế Tôn con xem xét những chúng sanh trong cõi diêm phù đề ở đời trong giáo hóa của Phật kêu có thể làm việc phước lành cho đến chân bằng sợi lông do được bằng một hộp cái áo. Qua mọi có một vị trường giả tên là Đại Bi Công Trường Giả này từ lâu đã chứng quả vô sanh hiện thành trường giả để qua đò chúa sanh. Quỷ vương chủ ha quỷ vương chủ hòa quỷ vương chủ phước quỷ vương chủ thần quỷ vương chủ tài quỷ vương chủ sắc quỷ vương chủ cầm quỷ vương chủ thố quỷ vương chủ mày quỷ vương chủ sản quỷ vương chủ mạng quỷ vương chủ tân quỷ vương chủ viện quỷ vương tam mộng quỷ vương tư mộng quỷ vương ngụ mộng quỷ vương kỳ lợi thắng vương nay kỳ lợi thắng vương kỳ lợi sao chủ diêm đa chiêm ngộ thành lại đức Thế Tôn mà ro mai lại ngày dễ thảm bồ tát rồi mà tới cùng đức phật rằng phật tăng thế con xem xét ngày Địa Tạng Bồ Tát ở trong sao được những trăm nghìn phương chư để cứu độ những chúng sanh mắc phải tội của ngài không từ mất nhầm ngày Địa Tạng Bồ Tát đây có những sự tất cả có thần lực chẳng thể nghĩ bàn như thế này nghĩ có sao mà chúng sanh chẳng phải chịu luôn tớ quá khứ có đức Phật cả đời hiểu là sự tự không như lai chỉ có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu còn món ăn đọc gì và không có bất cứ bình cổ cho đến cái sự thế vừa còn con về bầu đó đắng cho đánh tội kiến cho nguyện năng sanh thành lại mày nọ này qua thế âm hồi ta ngoài xa nhà có nhà điện nam người đệ tử nào muốn phát lòng từ rộng lớn để quy ngưỡng về trái ngày ngày nữa này qua thế âm bồ tát trong đời sau chỉ nên quy y kiến bổn đảnh lễ cúng dường mọi khen được hoàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát được thế âm bồ tát trong đời sau như có đệ tử nam người đệ tử nào sanh lòng rất trân trọng đối với kinh điển lại thừa phát tâm tốt tư nghị muốn đồng tu bởi sao nước quyền về cửa tài danh rượu thịt tài danh văn ngữ và các quyền giết lại chuẩn bị ngày 21 ngày người niệm nam thì niệm nữ nói trong giác chi mà thầy Địa Tạng Bồ Tát thì lẫn bộ biên rơi nước trên đảnh của người
người đó. Sau khi tức giải người đó liền đánh ra qua sông hoa vẫn ngầm mà lục lúc lớn hay ngầm ngang đường nghiêm trọng. Để trước khi đi đó nhìn thấy người của ngài địa không đánh đời phạm đến người đó được Đức Phật bảo ngài quan thế âm bồ tát ngài địa đẳng bồ tát có nhân nhiều rất lớn mỗi mọi nhiệm vụ đề mời ngài những sự mà các thằng chúng tranh thấy hình nghe tên của ngài địa tạng bồ tát nam mô dùng thần lực mà lưu trì kinh này làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này phải đến đó ngọc cuối cũng hưởng không không vui không luôn bây giờ chúng ta chọn ra vào đường dở khi tâm vi màn này sẽ đang tôi có đi nhiều đường dở kẻ ta chết mất kẻ không cha hãy chỉ hờn gẫm tưởng diêm lễ việc chẳng đà nam mốt ngày luôn niệm danh hiệu bồ tát hiện thân đến bên mình chỉ đành quyến thuộc ở nơi nào dù đã hát thôn sẵn ra mau nếu được con người không gấp kinh ngưỡng cánh cây bồ tát chúc đầu trao bồ đề vô tâm bú tu hành mong ra ba khỏi cõi tử sinh người này đã mong ước sống hiện thành có kẻ phát tâm tụng kinh sách muốn độ chúng sinh còn chưa hết dù là quyển lớn chẳng nghĩ rằng đọc rồi quên rồi luôn cho mất người này nghiệp chứng đã làm mê học đại thừa kinh có mỗi bề y phục uống ăn các mã cầu cúng dường địa tạng với hôm qua này giới sắc sanh chiêm lòng tưởng niệm thượng nhân danh chiêm bao tế rõ tôn dung hèn thức rồi liền đặng trí công lanh chúng sinh nghèo khổ lại ốm đau cửa nhà quả quản người địa nhau ngủ mê mộng mỹ cầu an gia cầu buôn ổng ư chẳng hội đang hoàn nào đẹp hơn nhiều lần nhiều năm trong đức hồi hóa qua con cao thần mà xây tự cõi quan làm nên như gắn tiên hoài điền thật thành xã nhiều nước có trên địa đẳng bồ đà bổn nguyện dẫn dòng cứu độ dân thiên vẫn thứ mười ba đức phật nhà hoa đông đô đến đây đầu giờ gánh tài các hoàng hoa bằng ngài địa đàng bồ tát mà bảo rằng địa tạng thần lực của ông không thể nghĩ bằng đức từ bi của ông cũng không thể nói rằng ngài địa đàng địa đàng chúng ta nhớ hôm nay ta ở trong cung trời đau lợi nơi bất phải lẫn coi trên thành cung hết tất cả thiên tất cả các đức Phật các chỉ Bồ Tát và hàng đời đồng hòa tám bồ chúng ta còn làm nữa là cái chúng ta cả danh hiệu của đức Phật hai danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu kệ kinh điển đại thừa ông con dùng thần lực của ông mà tìm thương chúng hóa thân hệ chúng sanh đó ông nên niệm thân ra trước hệ đó hóa thân ông làm cho mọi đồ sanh lên quá nam hơi nơ hoa lỗ lâu đau mây hại thượng cơ chính người ta thấy đến sanh lòng cũng kính mời cả các quỷ thần theo hộ trì mười một đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai mười hai đời sau sẽ lập con gái các hàng quân giả đại tàng mười ba đấng lớn sinh đẻ mười một phần nhiều đứng sinh về cõi trời mười năm ma quan bằng vua chúa mười sao có tri sáng biết rồi nhưng đời trước mười bảy có mong cầu chi cũng đều được phật thánh mười thiên nhân sáu căn tánh lòng mười trong hình ai mấy giàu lòng từ mạng an tâm rau rau thành phật đại nhiều lợi đại bây nữa này ư không hà tạng bồ tát như hàng trời trồng chỉ đốt bà thầy a di đi ra tất cả bà thầy quý lý đã thị ca lăng đê quý lý đã thị ca lăng đê giờ quý lý ca ya la lý đa lệ ta bà na thiên chức lãng phụ thánh tăng tam bái phong sanh cho mấy con chim từng bi mua các vị phong sanh nhờ các nhà sư tam bảo chú nguyện nghe kinh chú của Đức Như Lai bỏ cái chim này các vị sẽ được làm người và tu hành bảo ơn cho Phật bất bất đọa ngạ quỷ quy tâm bất đọa bằng thân ký quy tâm đó bất đọa tâm đầu tiên sách lợi sanh chim bồ Oh,
quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy Phật Bất Đọa Địa Ngục, quy Pháp Bất Đọa Ngạ, quy quy Tăng Bất Đọa Bằng Sinh, ký quy Tam Bảo Bất Đọa Tam Đồ Tiên Thánh Lợi Sinh, số bốn Phật Sức Chư Tư. Vậy thì các vị nhớ kiếp sau làm người nhớ đầu tay lên tu hành báo quan chỗ Phật nghe. Chứ không có còn làm ác, có khổ sở lắm. Chúng sanh bây giờ đang đau khổ cũng tròn rồi. A Di Đà Phật. Tiêu tai kia tù thật chú nặng mộ ra mà là con tài lắm. Tương lai đang xa ta mở mở đi ra kia 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 kia
còn phần hiếu thảo với cha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Thất Đại Chứng Minh Quan Âm Bồ Tát Thị Hiện. Vâng, lên lời thắc bạch của Trang Quyến, nói lên tấm lòng của người con thương cha mình tột đỉnh, tức gì đón hiếu cha mình, biết lấy chi đền đáp. Hôm nay làm lễ sắm sửa tài vật và cung thỉnh chư tôn hiền đức Quan Lâm về đây để tụng pháp bảo tôn kinh cho cha chúng con, trước là siêu độ cho tâm hồn cha chúng con được về cảnh giới an lành, Tây Phương Tịnh Độ A Di Đà thương xót và tiếp dẫn, và sau đó cầu an cho Trang Quyến chúng con được mọi điều an lành và thân thân được an lạc. Nguyện cầu Hồng An Tam Bảo Chứng Minh Quan Âm Bồ Tát Đại Đức Âm Lô cho tất cả được mọi điều an lành. Chúng con cũng cơi đầu khải thỉnh Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Thị Dĩ Thượng Tọa Hòa Vệ phát lời độ từ cho chúng con được được thêm mưa pháp. Nam mô Công Đức Long Bồ Tát Hòa Tát Tất Đại Chứng Minh. Yêu Thượng Tọa Đạo Tràng, chư Phật chư Bồ Tát Chứng Minh. Nam mô Pháp Phương Thường Trụ Tam Bảo Chứng Minh. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Quan Giám Đạo Tràng Chứng Minh ngày hôm nay. Lành tay quy hoa thai. Hôm nay là cái ngày buổi sáng 14, quý vị đã phát cái tâm lành cao độ để mà hướng về cha của mình, pháp danh là Thiện Phước. Bữa nay thì thời gian nó cũng có hơi nhiều nên sư thầy cũng có đôi lời trong giáo lý Phật Đà để gọi đến trong gia đình Trang Quyến của chúng ta, để quý vị cũng có pháp danh và cụ bà mà người bạn đời của ông này cũng không khen gì lắm. Vì Đức Phật dạy chúng ta là chúng ta cho những cái người mà khổ đau, những cái người bất hạnh, đó là cái lòng từ bi của chúng ta khởi lên. Thì quý vị ngồi sắp bàn đi. Được an toàn. Đó là cái lòng từ bi của chúng ta. Đức Phật dạy chúng ta đâu quý vị biết không? Nhân thân năng đắc, học pháp năng văn, thân người có được, học pháp có nghe, và nghe được có hành, và hành cũng rất là có được, không phải đơn giản đâu. Thì quý vị biết á, cách đây cũng mấy ngày thì ông Lê Văn Hết pháp danh là Thiện Phước cũng bằng sư bằng thịt như chúng ta. Nhưng mà hôm nay thì ông đã nằm vô cái cổ quan tài mà Đức Phật đã dạy cho các, nhất là có một truyền liên để mà báo hiếu cha mẹ của mình. Nếu mà quý vị an tường á thì hôm nay kể thêm cho nó rất là chính xác. Ta bảo tức là ba cái pháp bảo mà trên đời này không có cái nhơ địa nào mà qua cái ta bảo của Đức Phật để lại cái đây 2.700 năm Phật bảo mà ngài đã nhập niết bàn cái đây là 2.500, hôm nay là 66 năm. Thì còn cái giáo pháp của ngài là pháp bảo. Pháp bảo là gì? Là kinh luật luận Đức Phật để lại, cũng như hồi nãy là quý thầy cũng gọi là cái bộ kinh Địa Tạng chứ Bồ Tát. Là cái quý vị biết cái bộ kinh này Đức Phật là thiết ở trên cái cõi trời Đau Lợi. Khi mà Đức Phật thiết trên cõi trời Đau Lợi, Đức Phật vì cái chữ hiếu, cũng vì cái chữ hiếu của bà Hoàng hậu Ma Gia khi mà đản sanh ngài là Thái tử Chi Đạt Ta đó, thì bà bảy bữa bà bắt bà sanh lên cõi trời Đau Lợi. Khi Thái tử Chỉ Đạt Ta mà tu chứng quả rồi thì ngài nhớ lại cái ơn của mẹ mình. Thì quý vị biết một cái ngày đó khi cái mùa an cư đó, cái thầy mùa tháng 7
Đức Phật đang ở giảng pháp cho chúng ở cõi Di Bồ Đề nâng độ tiền Phật, và Đức Phật làm sao? Bà phóng hai cái hào quang ngay cái miệng Đức Phật, ngay cái kim khẩu Đức Phật. Đức Phật nói đúng rồi, giờ này mẹ ta đang nhớ ta vô cùng, ta muốn ta lên đó để mà thuyết pháp cho mẹ ta nghe. Cho nên bà và họ bây giờ bà học biết cách nào, bà phóng hai cái hào quang vậy để quý vị biết sao? Là nhớ. Bây giờ quý vị có người con nhỏ, quý vị cho con bú, đúng không? Đúng không? Đó là mẹ mình nhớ Thái tử Chị Lần Ta nha, nhớ Đức Phật. Cho nên không làm cách nào phóng hai hào quang thì Đức Như Lai biết liền. Rồi Đức đang nói với tăng chúng thôi, để ta lên cõi trời để mà giảng pháp, thì mới có cái bộ kinh Địa Tạng mà nãy ông quý sư tụng cho ông. Thì Đức Phật cũng nói người nào chỉ nghe được một cái danh hiệu trong cái phong kinh Địa Tạng thì quý vị đó là cái phẩm thứ 9 đó, đúng không? Nghe một cái hiệu thôi mà cũng được, có thể là chứng quả là ha, phát tâm lành thì có được siêu thoát. Thế hôm nay nhất định rằng cha mình là ông Lê Văn Hết Pháp Thiên Vương phải được sanh cõi trời, đúng không? Nhất định phải được sanh. Thế thì từ một ba biến lên bảy biến quý vị tụng qua tới nay, đúng không? Đức Phật không bao giờ mà nói biết ấy, ông A Nan ông mới bạch với Đức Như Lai, ông nói con muốn biết cái phước cúng dường là có nó phước báo là sao, thì Đức Phật có dạy như thế này: này A Nan, nếu mà chúng ta cho 1.000 cái người ác á không bằng một người thiện, tại nó ác cái chưa thiện rồi, nhưng mà vì cái lòng từ bi chúng ta mới cho bố thí, đúng không? Rồi ông nói thật ý công bằng một ông thầy cạo đầu thọ mười giới, tại vì một nhà sư mà thọ mười giới cũng tu rồi, ông nguyện cho chúng sanh thành Phật hết, mà chúng sanh thành Phật trong đó có ông quý vị luôn, có ông thầy luôn, có thân bằng quý thuộc cha mẹ ông thầy luôn, và 1.000 gì mười giới công bằng thì tiền keo 250 giới, và 1.000 gì tiền keo cũng bằng vị thọ Bồ Tát giới, mà Bồ Tát giới đốn cái thân cúng dường mười phương chư Phật nguyện để chúng ta pháp Ba La Mật á, một cái pháp gọi là cũng như nãy của con gia đình bố thí đó, là mình bố thí Ba La Mật, là mình không cần, không cần nghĩa là nhào nghèo hết trơn, thấy không? Không cần cái tâm ác quấy trơn, mình bố thí gọi là bất trụ tướng, Đức Phật dạy bất trụ tướng, không cần cái tướng gì hết, thấy chưa? Thầy không khen ở chỗ đó đâu. Cho nên quý vị cúng đây là các cái gì Bồ Tát, các cái gì tương lai của Đức Phật để mà độ chúng sanh. Thì nói tóm lại hôm nay chúng ta cúng dường đúng chánh pháp của Đức Phật và đúng như lời Phật dạy, thì ông thầy có những cái đôi lời như vậy mà sắp tấn quý vị cố gắng lên. Chưa ai chưa có pháp danh thì chúng ta mai mốt nhớ quy y, tại vì quy y không phải quy y ông thầy mà quy y với Đức Như Lai, rồi ông thầy trong chùa ông đại diện mới đặt cho mình cái pháp danh, cái tên mới, thì mình giữ trong cái giới đó để mình làm cái nấc thang để mình già đi, mai mốt ông vô đó sớm muộn ông thầy cũng đi vô đó luôn, không ngờ. Cho nên thầy lo trước, quý thầy nó biết cho lo trước. Còn bây giờ quý Phật tử tại vì ở tại gia mà bây giờ mình hiểu được cái đạo rồi, mình tập tu lần lần nha, cũng bỏ ống bữa chút cái ngon lành, mai mốt già từng tuổi 70 kêu thầy cái nó ngon lành rồi, thấy chưa? Rồi để lời nói tốt và kính chúc tăng quyến mọi điều phước lạc, mọi điều an lành, tu hành Bồ Tát đạo, cái tâm của chúng ta luôn luôn nghĩ về chúng sanh an lạc và nghĩ về Phật pháp, trên cầu Phật đạo dưới hạ hóa chúng sanh, và tin chắc rằng sau cái lễ cúng dường này và cái ngày được cái thân xác của ông về nơi an nghỉ cuối cùng, thì cái thần thức của ông thiện phước tánh là Lê Văn Hết sẽ được sanh về các cái cõi chư thiên. Vậy thì quý vị hãy đứng dậy lễ Phật lễ tổ chứng minh cho Nam Mô A Di Đà Phật. Đến đỉnh quý thầy niệm danh hiệu một kiều liên ba lần cho tăng quyến: Nam Mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát. Nam Mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát.
mâu ni Phật đường lai a san di là công Phật cực lạc thế giới. Ta phương tam thế nhất thiết chư Phật đại trí văn thù trở lại Bồ Tát đại hạnh vô hiền Bồ Tát cổ Phật. Ma ba ca quan thế âm Bồ Tát chư tôn Bồ Tát ma ha Tát ma ha bát nhã ba la mật tam đức lục vị. Tăng ba giới hữu tình vô đồng cung dường nửa phan đất thời đưa nguyện chúng sanh thiền diệt di thờ pháp hỷ mang hàm. Biên thật biên thị chân ngôn cận đường trì tụng Nam Mô Ta Ca Phật Đa Tăng A Đa Phật Lô Chị Đê Ma Ra Hầm. Nam Mô Ta Ca Phật Đa Tăng A Đa Phật Lô Chị Đê Tam Ba Ra Hầm. Nam Mô Ta Ca Phật Đa Tăng A Đa Phật Lô Chị Đê Ta Ba tình ca chánh niệm Nam Mô Đà Phật An Tam Ba Ra Già Già núi cô giao vô buôn tròn đêm đường học đạo đệ tử ơn sâu. Sau khi tâm đề ngũ quán xong cũng tình chư tôn chiến trai trong cái thời gian chiến trai thì đại đức nhà thiện nhẫn hướng dẫn cho tăng quyến cúng dường chọn phần phước báo. Đệ tử chúng con dâng lời Phật dạy ngài lòng thang bái gặp mọi du lan phạm vũ quy hoàng lỗ phương đảnh lễ mười phương tam thế Phật pháp thánh hiền nói gương đức một kiền liên nguyện làm con thảo tự tư qua thiện tám thiền đầy đủ thiện duyên nhiều lần lân mẫn hộ niệm cho bãi kiếp cha mẹ chúng con đớm nhường mưa phát còn tại thế an tâm yên ổn quá nguyện tu trì đã qua đời ác đạo xa lìa trong lành Phật quả lượng trong Nam Mô Tát Đa Nam Tam Hiệu Tam Bồ Đề Cô Chi Nam Đát Điệt Ta Nam Chiến Lê Chỗ Lê Chân Lê Ta Ba Ma Nam Mô Tát Đa Nam Tam Hiệu Tam Bồ Đề Cô Chi Nam Đát Điệt Ta Nam Chiến Lê Chỗ Lê Chân Lê Ta Ba Ma Nam Mô A Nam Tam Hiệu Tam Bồ Đề Cô Chi Nam Đát Điệt Ta Nam Chiến Lê Chỗ Lê Chân Lê Ta Ba Ma Nam Mô Tát Ca Hoạt Kỳ Lợi Ích Nhà Bồ Thí Hậu Tát Đắc A Là Phạn Thọ Dĩ Cần Đơn Nguyện Âm Lịch Năm Tân Sửu để cúng trai tăng hồi hướng cho vong linh của ông Lê Văn Hết pháp danh thiện phước quân sanh nhâm ngọ niên hưởng nga thuận thọ 80 tuổi lâm chung lúc 6:37 ngày 11/12 âm lịch Tân Sửu kiếp thời mệnh chung nguyện mười phương chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bồ Thiện Thần cho ông thiện phước đời đời kiếp kiếp chầu Phật nghe kinh thoát kiếp luân hồi phổ nguyện viên sự đồng sự tại nơi số nhà 05 đường 2 thành phố Vĩnh Long lên nga nội ngoại hai bên Lê Văn Lưu Phẩm 1911 chết 17/7 âm lịch Phạm Thị Hồi 1913 chết ngày 22/11 âm lịch Lê Thị Chợ 1948 Lê Văn Trà 1932 chết ngày 14 âm lịch Lê Văn Ngô 1938 10 tuổi chết ngày 9/2 âm lịch Lê Thị Cát 1944 Nguyễn Thị Nhà Trần
A pháp danh Diệu Quân Thọ tám bài tử chết ngày 14 tháng 3 âm lịch Nguyễn Văn Trần. Pháp danh Quảng Đức 77 tuổi chết ngày 17 mùng 7 tháng 11 âm lịch Nguyễn Thị Cải. Pháp danh Diệu Trần chết ngày 17 tháng 11 âm lịch. À, Lê Thanh Hiếu tự Cu Đen 3 tuổi chết ngày 2 tháng 3 âm lịch Thừa Tư Công Đức. Cùng cử quyền thất tổ nộ ngoại bốn bên sẽ được sanh về cõi Phật an vui. Phổ nguyện cầu an tan quyến hiện thì con hiền cháu tạo. Cầu an vợ là Nguyễn Thị Chùa pháp danh Diệu Linh. Hiếu nam hiếu nữ hiếu tử hiếu tôn Lê Tấn Tài Lê Tấn Đức Lê Thành Thảo Lê Nga Tuyết Hoa Lê Thị Mỹ Châu Lê Kim Hiền Lê Thị Kim Ngọc Lê Mỹ Hành Nguyễn Thị Nhà Kim Thị Hoa Thạch Thị Mạnh Đặng Thắng Lợi Dương Ngọc Thái Dương Công Định Thái Bình Quang Lê Thị Mộng Tuyển Ngài Lê Phương Quyên Lê Phật Quang Nhập Quang Lê Thị Quyền Trang Lê Thành Đạt cháu nội ngoại từ Phước Hưng từ Phúc Hậu Đặng Thanh Ly Đặng Thanh Ngọc Đặng Thanh Tuấn Dương Kim Quỳnh Dương Mạnh Đình Thái Thiện Kim Thái Kim Phúc Dương Cẩm Nhung Dương Như Quỳnh Dương Thái Duy từ Trúc Linh Nguyễn Anh Tấn từ Như Ý từ Như Thức từ Như Ngọc Đảm Đặng tam quyến mọi điều an lành phước thọ vô cương đời đời kiếp kiếp điều lành đem đến điều giữ tống đi tụ tâm tam tai đồng nghìn bảo phúc cứu quyền tất tổ chứng minh cho con hiền cháu thảo mọi điều an lành Phật ta đã mô a di đà Phật nguyện đem công đức này hướng về ở ta cả đệ tử hòa chúng sanh cùng gọi mình Phật đã đạo đàn tràng viên mãn pháp sự châu duyên tăng chủ thọ bá phúc ma cung thỉnh chư tăng thọ trai a di đà Phật đàn tràng viên mãn tăng chủ khởi thân thối mây mẹ cha không quan ngại mong sao con được vui khi con lớn khôn mỗi lúc xa vắng nhà mẹ cha trông ngóng từng giờ chờ tin con. We'll be right back.
Yeah.
chú kêu ba con bằng trang bằng anh. Còn biết sao là con mấy con hay kêu bằng cha, tại vì cô hát bản lĩ là bản tình cha, hiểu không? Tại vì mình có nghĩa là mình hát á, đã quay lại nhớ cái kỷ niệm hơn mấy con. Đây là cái bài hát nhưng mà chú hát á là hát được mấy con chứ không phải là chú hát nha. Thank you.
mẹ cha cao lớn hơn biển trời. Ai ơi con nhớ lời, vợ chồng mất đi còn dễ kiếm dễ tìm. Mẹ cha mất đi biết tìm kiếm nơi nào. Nên nhớ phần làm con thì luôn bao hiếu cha mẹ, để đời sau con cháu noi theo. Thờ cha kính mẹ mới là đạo làm. Lại cho nên quý quan khách nào đi sau đó chỉ thế tự nhiên bước vào bên trong một vùng cung cho cha con có gì trở ngại cả. Chị xin dư ý quan khách cho các em cá cháu được biện tiếng trống tiếng kèn nhạc lễ, bởi vì tối đêm nay các em trong ban nhạc lễ cùng phối hợp với các em nghệ sĩ được phục vụ cho quý quan khách. Nhà Ngọc Khánh xin thành thật cảm ơn rất nhiều. Dạ vâng, lời nói đầu tiên Ngọc Khánh xin thay mặt cho cơ sở Mai Tăng Thanh Nhật Dân Nhật Đạm Chất và cùng toàn thể các em trong ban nhạc lễ xin cúi đầu thành kính vâng ơn chia buồn cùng tác gia Hiếu Quyến. Dạ kính thưa các cấp chính quyền địa phương sở tại, kính thưa ông bà cô bác có mặt trong buổi tang lễ hôm nay thì chẳng còn bao lâu nữa, chỉ còn đêm nay thôi. Ngày mai này sẽ làm lễ đồng quan, và khi cổ áo quan từ từ di chuyển thì không biết bao nhiêu đôi mắt của người thân hướng chỉ cổ quan tài mà không khỏi phải bồi hồi sơn lớn lệ. Bởi sách có câu: sanh ký tử quy, sanh ly tử biệt, vì kiếp con người như mây họp rồi tan, như đó qua đi sống nở chiều tàn. Đã là sanh kiếp con người thì không thể tránh khỏi câu sanh lão bệnh tử, vì trần gian chỉ là cõi tạm cho khách của đường dừng chọn nghỉ chân. Hôm nay đây lệnh cha Lê Văn Hết hưởng thọ 80 tuổi, đã mang sơ kiếp hồng trần vì làm con cho Đức Phật, được sự đồng ý của gia đình, cho nên cơ sở Mai Tăng Thanh Nhật có điều động các em các cháu đến đây trước hết là để thành tâm chia buồn cùng gia quyến, và sau nữa là nguyện đem lời ca tiếng hát để cầu hương linh của cha nhẹ nhàng siêu thoát. Và lời nói sau cùng là cơ sở Mai Tăng Thanh Nhật có phụng cúng một lớp cho đoàn cải lương hồ quảng văn tiểu sử những người con báo hiếu. Vậy trước khi các em các cháu lên màn biểu diễn thì cho phép Ngọc Khánh được tóm tắt tiểu sử như sau: là một người con gái đi lãnh lệnh của đức vua đi giữ gìn quê hương đất nước ngoại biên ải, đã ba năm dài chưa trở lại quê xưa, nó không hay nơi gia đàn cha mình đã tạ thế quy tiên. Vì cho nên quân phi báo rằng nơi gia đàn cha mình đã tạ thế quy tiên, vì cho nên một người con gái mới từ ải đồng quan vừa dặm trở về đi thọ tang cho cha lần sau cuối đi giữ tròn câu hiếu đạo. Và Ngọc Khánh cũng xin phép là một người con gái trong gia đình, trong gia hàng nhiệt bay. Vì vậy đây là buổi phụng cúng của cơ sở Mai Tăng Thanh Nhật do Nhật Đạm Chất, các em các cháu xin được mặc vé bắt đầu. Và vâng, trước khi các em làm lễ thì tâm quân hãy nổi lên ba hồi trong lịch. Yeah, good job.
tổng dục do thì bỗng nhiên mây sáng phủ dân mắt mày liên hồi ta không ăn trong nhà thôi đứa rồi quân sĩ ta dựng binh hạ chạy sẵn mới dựng ta hưng binh thân chiến nha thiên dựng binh hạ chạy à ủa là lòng bồi hồi ta bỗng nhớ đến quê xưa nhớ mỗi người và nhớ cha mẹ ta luôn tôn kính cha mẹ ơi vì con mày lên trường xã dẹp dặt nó chưa về với phụ dường chưa sinh thân xin cha mẹ hãy tha thứ tội cho con cha mẹ trời, nhớ tôi nghe sao?
Go!
chẳng còn bao lâu nữa. Mẹ và các con các cháu sẽ không còn thấy cha nữa rồi. Vậy từ nay chiếc cổ áo quan của cha con xin phép cha cho con đại diện đó là mẹ và tất cả các anh chị em trong gia đình để có đôi lời cảm tạ cùng ông bà cô bác. Và kính thưa các cấp chính quyền địa phương sở tại, kính thưa ông bà cô bác có mặt trong buổi tang lễ hôm nay, thì ông bà cô bác ơi, trong suốt những ngày qua gia đình của con rất là đau khổ. Các con đã mất đi một người cha, các cháu đã mất đi một người ông. Họ hàng cô bác gần xa cũng đã mất đi một người thân, mà người đau khổ nhất đó chính là mẹ của con. Mẹ với cha đã đầu óc tay vui đi bên với nhau cho hết quãng đời còn lại. Thế mà cha nỡ lòng nào cha bỏ mẹ, cha bỏ các con các cháu mà xa đi mãi mãi. Tuy mẹ con không nói nên lời, nhưng trong lòng mẹ con rất là đau khổ. Trong suốt những ngày qua, ông bà của bác chẳng ngày đường xa xa xôi, đêm hôm tăm tối đến nay đây để chia buồn cùng gia đình các con. Thầm ân đó, nghĩa tử đó, các con xin nguyện khắc cố ghi tâm và không bao giờ quên được. Này con xin phép được đại diện đó là mẹ và tất cả các anh chị em trong gia đình, trước hết xin cảm tạ các cấp chính quyền địa phương sở tại, thông gia và bà con cô bác gần xa. Và các con cũng không quên xin cảm tạ các em trong ban nhạc này và đội ân tâm. Và các con cũng xin gửi lời tri ân đến quý sư quý thầy đã đại giá quan âm đến nơi đây để tụ tiền những hồi kinh đá quý cầu siêu cho cha của con nhẹ nhàng xưa khó. Và các con cũng xin cảm tạ cơ sở mai tăng tham dự do anh Nhật đảm trách đã tạo mọi điều kiện mọi phương tiện đến nơi đây để làm cho tăng lễ của cha con thêm phần trang nghiêm và long trọng nhất. Thì ông bà cô bác ơi, trong suốt những ngày qua chúng ta cha môi xôi thì làm sao không chắc hết những điều sai sót. Quý mong các cấp chính quyền địa phương, quý mong ông bà cô bác thương tình và bỏ lỗi khoan cho. Ông bà cô bác ơi, không có nỗi đau đầu khi bằng nỗi đau này, không có nỗi mất mát nào bằng sanh ly tử biệt. Này con xin đại diện đó là tất cả các anh chị em trong gia đình không biết nói gì hơn, chỉ thật tâm gửi đến bà con cô bác dưới hay là yên này. Thank you.
chuẩn để cầu dê quê cầu chuẩn quê kéo mình tam quê cầu dòng bay hương linh ngư quê cầu chơi hương không an lạc nam mô a di đà phật nam mô bổ sư thích ca mâu ni phật nam mô quan thế âm bồ tát nam mô địa tạng thiên bồ tát phật tức lâm tâm đức phật cầu đức phật từ bi minh chiếu bài hạ học trần dặn các thiên linh quốc gia các con lão ni phật hết thầy họ
công lao mẹ nắng máng nuôi dưỡng bao tháng ngày, nay con đã lớn khôn. Công ơn cha mẹ cao quý khi còn trông nôi, mẹ cha khó nhọc đêm ngày lúc trai gió chờ trời, mẹ cha nào được mai con lớn có về Yeah.
cùng chân lại thọ quay tân hoàng tại nhà thọ. Xưa kia Đức Thích Ca nổi sông Lâm Thủy Tịnh nhập niết bàn muốn chứng. Ngày hôm nay chống lên ông lệ dẫn bác anh thiện phương linh thiên về đây kính giam. Con là người nhà tâm hiền lương toàn luôn.
Yeah.
thì cổ công trung vô sắc vô to tướng hành thức. Vô nhà 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 lăng nhà vô nhà 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 chú thì đại bên đây chú thì vô cùng chú thì vô đẳng thẳng vô nam trời nhất thiết khổ chân thiệp bất thờ thủ tiên văn nhã ba la mật ra nhã 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 ta ca lệ ta ba la nam mô a di đà nhã ta di nhã ta di đi đô bà tề di đô bà tề di đà di ca nam đế tha di đi nam di ca nam đa di 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 đời đời kiếp kiếp mấy đời đời
thằng em ăn thì cơm ngọc mặc thì áo thun
quá không sầu, không già không chết có đâu linh hồn. Tân xưa nay đã có rồi, lương xưa nay đã lao tuổi trầm hôn. Tu hành chẳng đợi kiếp môn, còn nghe kiếp khác mà công không lỡ làng. Oh.
tam thiếu dương pháp giới chúng sanh thề thành ti a ấy quý thầy xin cảm niệm ơn đức của ban nhạc nha, hạnh phúc quý vị sẽ được tăng tài tăng lộc, mọi điều an vui, vạn sự ký cường như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đức Phật Bồ Tát Ma Tát Ma Vị Tần Bồ Tát Ma Tát. Thank you.
tiền bầu chỉ thức chương trình bái hoan và sau đó chi hoa phật tử tăng an phòng bầu. Chưa có thể đi đến lập nhiều coi cho những điều gì sai sót cũng không muốn định tăng cái tình trình ta tự ứng tổ ngoài ta. Và tới đây qua trình diện bên trên chúng chết bầu hết đường bố đầu. Thank you.
tam bảo tâm bồ đề kiên cố xa bể khổ trần mây sống quay giác tư thời hôm nay ngày 15 kiếp vật đệ tử chúng con cùng đối vật tiền biết niệm chờ hơn cung vừa hoàng độ kinh văn tống thánh nội hương có phong linh cụ ông Lê Văn hết pháp danh thiền phước đồng sanh về cõi Phật an vui cặp cầu an tan quyến hiện tiền nam nữ tử tôn phước huệ trang nghiêm tỳ tâm mãn nguyện chiên sự cầu siêu các hương linh bổn thanh Lê Văn lữ phạm thì thường lễ trì chờ Lê Văn trà Lê Văn ngôn Lê thì các nguyên thị đồng pháp chánh diệu nguồn quen văn chẳng pháp danh hoàng đức nguyện thì cài pháp chánh diệu trầm Lê thanh nếu tự cụ đen đăng đăng a sanh về cõi tình ôm cung dường bồ tát ma a tát con nghiêng kiếp thể thông xuất tam giới ngũ quận thanh tịnh tam tập liệu nhiên an phong ba trà tỏ nam con nghiêng kiếp thể thông xuất tam giới ngũ quận thanh tịnh tam độc liều diện án phóng hoa tra tỏ ngàn con chú tam bảo hôm nay lớp đại tự bi cánh thẳng tự di tế hoạt linh các bảo tâm vô thượng giác thở thập phương giới thọ thở tràng cuốn nhã đà tánh ngã tiêu dầm phước ca ca tâm vô động kiến nam mô thượng trụ thập phương hoạt đi bàn là bàn Phật Sa La Ban Ni Văn, ông Văn Ta Bà Di Tu Thiên Nhãn Vô Ngài Đại Bi Tâm Đà Lạt Na Đắc Thọ Nam Mô Phật Biết Phật Nói Văn Na Di Đà Bà Lô Kiết Đề Thất Phật Đà Lạt Na Bà Nam Mô Na Đa Cấm Đề Sa Mê Ta Bà Đa Đạo Vô Bằng Tương Lai Hạ Sanh Cực Lạc Thế Giới A Di Đà tam thế nhân các thế chư Phật đại trí các đại hạnh bổ hiền bồ tát đại bi quan thế âm bồ tát đại thế chi bồ tát lực đại tổ sư bồ tát hộ pháp chư thiên và lam thánh chung kiếm trai sư giả bồ tát đại nguyện địa tạng vương bồ tát thập điện tam đức lục vị cung phật cập tăng pháp giới hữu tình bộ đồng cúng dường án nga nga nặng tham hà phả việt dịch ra hồng án nga nga nặng dịch ra hồng án nga nga nặng tham hà phả việt dịch ra hồng ngã kim phụng hiến trang trời thế hậu di vô quá thuận sắc hương nghĩ vị biến hương công thì ai đã thọ nam mô hổ cúng dường bồ tát Phổ cúng dường Bồ Tát Nam Mô Phổ cúng dường Bồ Tát tứ sanh cửu hữu đồng đăng hoa tạng quyền môn công nhập thầy lo tanh hải cố lòng từ tiếp độ con linh hôm nay ngày 15 tháng 12 âm lịch kiếp nhật lễ di nguyện cửu hành an táng Di quan đệ tử chúng con tỳ kheo tăng chỉ khẩu đồng âm cúng tụng kinh chú hòa kinh tống thánh cúng dường mười phương chư Phật hồi hướng vong linh ông Lê Văn hết pháp danh thiện phước quan sanh nhâm ngọ niên hướng thượng thọ 80 tuổi lâm chung lúc 6:37 ngày 11 tháng 12 âm lịch tân sửu kiết thời di chung nguyện chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ thiện thần gia hộ ông thiện phước đời đời kiếp kiếp chầu Phật nghe kinh thốt kiếp luân hồi hổ nguyện cầu an gia đình an quyến con hiền cháu thảo tại số nhà 05 phường 2 thành phố Vĩnh Long lương tê vợ là bà Nguyễn Thị Chỗ pháp danh Diệu Lên cùng các con hiếu nam hiếu nữ hiếu tử hiếu tôn
Lê Tấn Tài, Lê Tấn Đức, Lê Tân Thảo, Lê Nga Tuyết Nga Hoa, Lê Thị Mỹ Châu, Lê Kim Hiền, Lê Kim Ngọc, Lê Mỹ Hạnh, Nguyễn Nga Thị Nhàn, Kim Thị Hoa, Thạch Thị Mạnh Đặng Thắng Lợi, Dương Ngọc Thái, Dương Công Định, Thái Minh Quang, các cháu nội ngoại Lê Thị Mộng Tuyền, Lê Phương Quyên, Lê Nhật Quang, Lê Thị Huyền Trang, Lê Thành Đạt, cháu ngoại Từ Phước Hưng, Từ Phúc Hậu, Đặng Thanh Tài hay Tài? Đặng Thanh Thi, Đặng Thanh Ngọc, Đặng Thanh Tuấn, Dương Kiên Quỳnh, Dương Mạnh Đình, Thái Lê Thiên Kim, Thái Thiên Phúc, Dương Cẩm Nhung, Dương Như Quỳnh, Dương Thái Duy, Từ Trúc Linh, Nguyễn Anh Tuấn, Từ Như Ý, Từ Như Thức, Từ Như Ngọc, Đảng Đảng, nhờ công đức lễ lại mười phương chư Phật sẽ được đời sống an lành, sống an lành trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Ngày an lành, đêm an lành, đời đời kiếp kiếp điều lành, đem đến điều giữ tông đi, thu tấm tam đai đồng nghìn bá phúc, cửu quyền thất tổ nội ngoại cộng siêu thăng, bát nạn tam đồ cầu mong giải thoát, âm siêu dương thành phát giới chúng sanh tịnh giữ vô tình tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Đại bổ khuyết cho ngon âm bơ tờ ra mài thần kinh tạng trí huệ như hải tự quy y tăng chúng thiết vô ngài phương dư vận cụ quyền thất tổ nội ngoại tiến linh 136 kiếp họ cha, 133 kiếp họ mẹ, đức bà tổ cô cùng ngũ phương ngũ tổ nơi đây, ngũ quan mọi tổ tôn thần nơi này. Hôm nay là ngày 15 tháng 12 năm Tân Sửu, tại nơi an xá nơi đây, trại chủ nguyện thầy thuộc Lê Thánh Tài, Lê Thánh Đức, Lê Thánh Bảo, Lê Thiết Hoa, Lê Thị Mỹ Châu, Lê Kim Hiền, Lê Kim Ngọc, Lê Mỹ Hạnh, nguyện thầy Nhàn, Kim Thị Hoa, cổ vương ngụ tổ nơi đây, cổ quan hội ngộ tôn thần nơi này, thì đưa linh cổ về nơi an nghỉ cuối cùng. Kể từ đây thể xác đâu còn ở vương trần, chỉ có linh hồn diệu thịnh
về nơi ăn xá gia đình hùng dưỡng. Trường cấp chay đường định quyền giải thoát kiếp linh hồi. Tìm về phong linh chánh độ biển linh tăng. Cùng phong lê văn hết, quang sanh nhâm ngọ pháp cho nó điện phước. Long chung lúc 6:37 thượng thọ 80 tuổi, ngày 11/12 Tân Sửu, kiếp thời mệnh chung như nguyện. Thượng linh thừa tư tam bảo lực, thính pháp phong kinh thọ tài hướng thực. Trai về đây thọ tài hướng thực, biết tịnh biết nghĩ chân ngôn. Trai vũ kiềm hành, chúc cung tấn hoạn cái gì hoạn. Nam mô biết giờ đạo sư A Di Đà Phật. Tây thần chúng con còn đọng trong thương nhớ, nay nghĩa sanh thành chúng con chưa trả xong. Tây chén cơm đầy, tây ly nước đầy, cung cơm thân phụ tiểu thịnh hương hồn về đây độ ăn cơm này. Là bát cơm đưa tiễn linh cũ rời khỏi nơi đây. Nhớ lại hồi nào gia đình còn hội ngộ với nhau, chúc bữa ăn thật là vui vẻ vô cùng. Nay dân bát cơm lên, nhìn qua nhìn lại, đâu thấy bóng dáng hình đâu được. Chỉ thấy một linh cũ và một linh tạm giữa nhà mà thôi. Nhìn lại đây mà nỗi niềm thương đau bất tận, mất mát đau thương tình cũng cháu cháu con. Bây giờ hai nhà nước non xa dời dời, 80 năm trường cha cùng mẹ tạo thần trên cảnh dương trần. Lắm lúc kiếm đôi đồng tiền tạo dựng sự nghiệp, lo cho gia đình các con từng miếng đi. Đàn kia tích tịch bình tán, dây đời đức còn nổi lại được. Tình cha ra đi rồi biết đâu mà tìm đây. Gia đình kể từ đây trong trước hoành sau, hình một dáng cha đâu còn nữa. Bao cảnh dương trần cha vất vả gánh nặng, miễn sao cha kiếm được đôi đồng tiền lo cho các con no ấm lòng. Cha vui mừng hớn hở, cha đâu có lên ngựa xuống xe, bỏ các con vất vả đồng sâu nắng hè. Cha ơi, bác dương thì bỏ các con tốt cuộc cơ hàng liều tranh. Cha đâu nỡ đành lòng bỏ mẹ cùng các con ra đi như vậy. Nay thì số phận của cha phải thành biệt ly, bỏ lại vợ con nói tiếp chi. Nay các con thành tâm báo hiếu con quỳ, phụ thân ai đã biệt ly dương trần. Các con chưa đáp được người thân, nay cha đã qua hồng còn đâu. Nhắc thôi thêm thảo thêm sầu, đâu còn như sống mà yêu con về. Nay dân bác cơm lên, phải mang hương hồn của cha về đây thọ tài hưởng thực. Để chứng chi cho tấm lòng con thảo cầm quỳ, người chưa kế tiền mà dân bác cơm lên mà gương gương hai hàng nước mắt. Này của cha mãi mãi không bao giờ trở lại. Nếu còn thấy cha thì trong giấc mộng chiếm bao mà thôi. Nay các con thành tâm thắp ba nén hương trầm, nguyện cầu ơn tam bảo mười phương chư Phật tiếp độ hương hồn của cha cho vãng sanh về miền cảnh Tây Phương cực lạc. Rồi mà đứng dậy rồi sáng phút sáng. Rồi, cho mấy bác tử quan trong này để càng già kính thưa thầy. Bây giờ này cũng không còn bao nhiêu lâu nữa, tất cả anh em chúng con chúng cháu
Sau khi linh cụ ông về nơi an nghỉ, cuối cùng mình thương diễn biệt. Trước khi linh cụ ông về nơi an nghỉ cuối cùng, anh em chú cháu trung tâm gia đình Phúc Hòa được tổ chức lễ bái quan để dâng ở trong một trung cụ chính ông một trung trà đóng tiền và ông làm đầu quý với đường và các quý vị xin kính tự vui xin linh tự biệt đó là vô thường của loài người nơi sống ngoài trăm tuổi kiếp nhân sinh sống ở khác về vì trần gian này chỉ là quà tặng mà người đời dùng chân đã là kiếp người sống lão bệnh từ muôn đời không ai chứng thổi nay linh đồng cứ sống một chồng với thân gốc vì làm con của đức phật nước việt mênh mông có đầy tình nghĩa may trời lòng lòng có cuộc chứng được công cho đức chí nội đầu thường mong mát từ phía định anh em dịch vụ cơ sở mai táng cho làm thanh nhật đến đây chiếu cụ xin là tâm thành ý chiêu buồn cùng gia đình tam cho quý vị đến đây chúng cháu những lời chúc gia chủ nhiều đời giàu sang an khang thịnh vượng quay chương trình lễ bế quan bên trên chúng cháu xin được phép bắt đầu